Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Quyết Đào, admin của Forex Center, và hôm nay mình sẽ làm cái Zoom này thảo luận về cái vấn đề là affiliate marketing, đúng không? Affiliate marketing. Và câu hỏi mình vừa mới đặt ra cho các bạn đó là nếu như ở trong cái team, đúng không? Anh em mà đang cái xem cái video này, xem cái buổi thảo luận này á, thì anh em mà đã từng làm affiliate thì bấm đúng không ạ? Số 1. Anh em mà chưa biết một cái kiến thức Alo. affiliate thì mình bấm số 2. Đúng không ạ? Ok ạ. Có khá là nhiều đúng không ạ? Khá là nhiều anh em mình chưa biết affiliate. Khá là nhiều đấy, rất là nhiều anh em mình chưa biết affiliate. Thì affiliate tôi nói sơ qua về affiliate nha. Affiliate là hình thức cộng tác viên online, đúng không? Hình thức cộng tác viên online. Thì để đây thì có cái dễ nhìn, dễ mà dễ thảo luận hơn, mình sẽ xem màn cho anh em nhìn thấy nhá, đúng không? Affiliate marketing là gì? Thì để tìm hiểu một cách thống cơ bản nhất, đúng không? Thì mình sẽ cho anh em một cái khái niệm, đúng không? Hiện tại thì cái thuật ngữ này nó không còn hot nữa, đúng không? 2017, 2018 mà nó mới thật sự là hot. Còn lại anh em mình chắc khả năng là đã nghe nhiều cái từ affiliate nhưng mà chẳng qua là chưa có cơ hội tiếp cận, hai lần nữa là chưa có cơ hội thực chiến. Còn lại affiliate thì đây là một cái từ mà nó cũng 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 khá là lâu rồi đấy, đúng không ạ? Không còn hot trong năm nay nữa. Năm nay cái thuật ngữ mà hot đó là dropshipping, đúng không ạ? Affiliate thì affiliate là hình thức cộng tác viên, online, đúng không ạ? Đấy, đơn giản là hình thức cộng tác viên online thôi. Affiliate là hình thức cộng tác viên online. Thì cái chỗ này nó có sinh ra mối quan hệ này. Cộng tác viên này thì là bạn này, người làm affiliate này. Các mối quan hệ ở trong đây này, đây. Mối quan hệ. Trong quá trình làm affiliate, đúng không ạ? Trong quá trình làm affiliate marketing, đó là người làm affiliate, được chưa ạ? Thứ hai là cái đối tác. Đối tác đúng không ạ? Thì cái người làm affiliate là chúng ta này, đây là chúng ta nhé, chúng ta đối tác, đây là cái nơi mà cung cấp, đúng không ạ? Cung cấp sản phẩm, đúng không ạ? Cung cấp sản phẩm này, dịch vụ này vấn đề cần quảng bá, có nghĩa là đây là một hình thức mà cái đối tác ấy, người ta lựa, đúng không ạ? Lựa chọn cái cách là sử dụng cộng đồng, đúng không ạ? Sử dụng chúng ta là cái kênh quảng bá, đúng không ạ? Làm quảng bá cho ai ạ? Quảng bá cho cái đối tác này, đúng không ạ? Lựa chọn đây là một hình thức quảng bá. À, mà nếu như mà quảng bá xong rồi ấy thì bên đối tác sẽ trả cho chúng ta, đúng không ạ? Trả cho chúng ta hoa hồng. À, đơn giản là như thế thôi. Thì cái vấn đề mấu chốt nó nằm ở một đấy, là nằm ở vấn đề là người làm affiliate, đúng không ạ? Người làm affiliate thì cần phải trang bị những cái vấn đề gì ạ? Về marketing này, về cách bán hàng này, về cách quảng bá này, đúng không? Còn đối tác thì là cung cấp sản phẩm này, thì chỗ này thì chúng ta cần phải là cái người trả hoa hồng, đấy là cái điều quan trọng. Thì cái chỗ này cần chú ý là chọn được cái đối tác nó uy tín này, đối tác tin cậy này, và cái đối tác đó phải trả cho mình hoa hồng định kỳ đúng thời hạn này, đúng không? Đó là quan điểm là không scam, tức là không lừa đảo, đúng không? Chứ không, nếu không thì chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là à, chúng ta làm rất là nhiều, đúng không ạ? Quảng bá rất là nhiều nhưng mà đến khi mà trả tiền thì nó không trả cho mình. Ồ, thất bại, đúng không ạ? Như vậy là thực sự là thất bại luôn, đúng không nào? À, như vậy thì chúng ta sẽ bị tốn thời gian này, mất công, là chúng ta lại mất niềm tin nữa vào trong cái vấn đề về affiliate marketing, và rất nhiều người bị rồi. Do vậy chúng ta kiếm cái đối tác là chúng ta phải xác định đối tác mà nó phải uy tín, đúng không ạ? Cơ bản là như thế thôi, đúng không ạ? Còn lại thì đây, đúng không ạ? Một cái cách hướng dẫn giới thiệu về affiliate marketing thì nó đơn giản. Còn nữa thì bây giờ khi mà đi vào trong nữa thì cái vấn đề về đối tác, đúng không ạ? Đối tác affiliate, đúng không ạ? Nơi mà cung cấp ấy, là cái nơi cung cấp ấy, đúng không ạ? Là cái nơi cung cấp các sản phẩm, tôi nói là sản phẩm nhé, nói chung nhé, sản phẩm về affiliate. Thì các sản phẩm thứ hai nữa là affiliate thì nó sinh ra, đúng không ạ? Nơi này á, cái đối tác này sẽ cung cấp cho mình, đúng không ạ? Cái quản lý, đúng không ạ? Quản lý affiliate đấy, affiliate đấy, thì nó sẽ thông qua cái link nhé, cái link affiliate, đúng không ạ?
mỗi chương trình đúng không ạ, Upfi đều thông qua cái link Upfi để quản lý đúng không ạ, và mình cầm cái link, có nghĩa là cầm cái đường dẫn này đúng không ạ, đường dẫn này, đường dẫn của cái sản phẩm đấy, quảng bá khắp mọi nơi, ai mà mua qua cái đường link dẫn của mình á thì mình sẽ được nhận hoa hồng, đơn thuần là như vậy đúng không ạ. Và một là chúng ta kiếm được cái đối tác, thì cái đối tác này phải tiêu chí mà lựa chọn đối tác ấy, một là đối tác phải uy tín đúng không ạ, uy tín này đúng không ạ? Trả tiền đúng hạn này và phù hợp với chúng ta này đúng không ạ. Phù hợp là phù hợp với gì ạ, về cái góc độ mà mình muốn quảng bá đó. Hai, tất nhiên là cái tiếp theo đó là lợi nhuận, lợi nhuận phải lớn đúng không ạ, lớn. Thì hiện tại thì các cái sản phẩm số, các sản phẩm vật chất thì sẽ là 10 đến 30% hoa hồng là cao rồi nhé, như là ví da, đồng hồ, thời trang đúng không ạ, những cái sản phẩm vật lý ấy. Còn lợi nhuận đối với các sản phẩm số là từ, có thể là từ 40 đúng không ạ, thường là 40 đến 100% hoa hồng. Tại sao hoa hồng lại lớn như vậy? Cái sản phẩm này là sản phẩm vật chất này, vật lý này, sản phẩm vật lý này đúng không ạ, sản phẩm số này. Thì tôi giải thích xong qua cái sơ qua cái sản phẩm số đúng không ạ, và cái sản phẩm vật lý. Sản phẩm vật lý là cái sản phẩm tiêu dùng đúng không ạ, tiêu dùng thì nó sẽ bị mất đi. Mất đi thì sao ạ, mất đi thì nó phải được sản xuất dựa trên những cái nguồn nguyên liệu, bạn hình dung không ạ. Chính vì vậy không thể nào mà có hoa hồng 100% được. Ví dụ như là bạn affiliate tôi bán gạo đi chẳng hạn, mà bán 1 kg gạo tôi cho bạn 100% hoa hồng thì chắc chắn là tôi lỗ rồi đúng không ạ. Cùng lắm thì bạn sẽ được 5% hoa hồng từ cái đơn hàng mà bán gạo của tôi đúng không ạ. Tuy nhiên cái sản phẩm số thì khác. Sản phẩm số thì là tạo ra một lần nhưng mà có thể lặp lại nhiều lần. Ví dụ như là tôi tạo ra một cái phần mềm, hay là tôi tạo ra một cái sản phẩm như là các cái ebook chẳng hạn đúng không, thì cái người đầu tiên chẳng hạn mua của tôi, bọn tôi hoàn toàn có thể trả cho bạn 100% hoa hồng của cái sale đấy luôn. Nhưng mà những cái lần sau á thì tôi sẽ lấy tiền lại từ khách hàng. Cái lần đầu tiên coi như là gì ạ, cảm ơn bạn đúng không, trả hoa hồng mà, cảm ơn bạn đã giới thiệu tôi một cái sản phẩm. Thì đây là cái lợi ích khi mà chúng ta làm đúng không ạ, thì chúng ta định hướng đúng không ạ. Do vậy là nên làm cái sản phẩm số. Tuy nhiên cái sản phẩm số này không phải ai cũng có thể quảng bá được, đòi hỏi chúng ta phải có một cái trình độ, đòi hỏi chúng ta phải có một cái kiến thức đúng không ạ, đòi hỏi chúng ta có một cái kỹ năng về marketing thì chúng ta mới sản phẩm quảng bá được. Còn cái sản phẩm vật lý này đơn thuần là những cái vấn đề liên quan đến thời trang này, liên quan đến phụ kiện này, liên quan đến ăn uống này đúng không ạ, thì nó rất là dễ tiếp cận đúng không ạ, dễ tiếp cận thì cái, nhưng mà cái hoa hồng nó được thấp đúng không ạ. Còn cái lợi ích mà khi mà chúng ta làm affiliate đúng không ạ, tất nhiên là chúng ta không cần phải bỏ tiền vốn để nhập hàng rồi, chúng ta cũng không cần phải lo lắng vấn đề về nhân viên kho bãi vân vân, thì chúng ta chỉ tập trung duy nhất vào vấn đề đúng không ạ, là chúng ta đấy đúng không ạ, người làm vào affiliate đấy đúng không ạ, tập trung duy nhất một vấn đề thôi đúng không ạ, là marketing. Chúng ta tập trung duy nhất một cái vấn đề là marketing thôi. Người làm affiliate tập trung duy nhất một vấn đề gọi là marketing. Bạn phải biết cách marketing, và ai cầm marketing trong tay ấy đúng không ạ, phải người đấy sẽ thắng đúng không ạ. Ai cầm marketing trong tay thì người đấy sẽ thắng, đơn thuần là như vậy đúng không ạ. Ai mà nắm được marketing đúng không ạ thì là người đấy sẽ chiến thắng. Còn lại bây giờ là cái cơ hội đúng không ạ, cái cơ hội ấy. Cơ hội affiliate thì chúng ta có thể nhìn nhận theo rất là nhiều cái hướng nhé. Sau 1 năm, hiện tại là đến năm thứ tư mà tôi biết về affiliate rồi, 4 năm về affiliate thì tôi nhìn nhận ra được có nhiều cách để chia lựa chọn một cái cơ hội tốt đúng không ạ. Vừa xong ở đây này, vật lý và sản phẩm số là một trong những cơ hội mà chúng ta có thể lựa chọn. Nhưng mà cái vấn đề về affiliate marketing thì bây giờ thì tôi có thể chia ra được là theo khu vực đúng không ạ, hoặc là vị trí địa lý, khu vực, vị trí địa lý, thì có ở trong nước và ngoài nước. Ngoài nước đúng không ạ, ngoài nước. Nếu mà trong nước chúng ta có nhiều nền tảng như ActionTrade rồi là Flex đúng không ạ, như là Max Offer vân vân, thì còn lại ở ngoài nước ngoài thì có Clickbank đúng không ạ, có Clickbank, có CG vân vân, hoặc là chia theo các cái lĩnh vực đúng không ạ, thì có bao nhiêu lĩnh vực thì có bấy nhiêu đúng không ạ, có bấy nhiêu cái vấn đề cần mở phi, như là lĩnh vực đào tạo này, những lĩnh vực kinh tế này, lĩnh vực giáo dục đúng không ạ, những cái liên quan đến tiêu dùng, lĩnh vực liên quan đến các cái công nghệ thì nó đều có đúng không ạ.
đều có những cái chương trình affiliate hết, chẳng qua chúng ta không biết thôi, đúng không ạ? Và xíu tôi sẽ cho mọi người biết được, đúng không ạ? Cho cái chia theo nền tảng, đúng không ạ? Nền tảng tức là cái nơi mà cung cấp những cái affiliate này, đúng không ạ? Thì hoàn toàn chúng ta có thể kết nối với họ và họ sẽ có rất rất nhiều những cái chương trình để chúng ta lựa chọn. Vậy thì hoặc là chia theo kiến thức chuyên môn đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn thế mạnh chuyên môn là gì, chúng ta sẽ lựa chọn là ý là bạn có tố chất về tài chính đúng không ạ, thì bạn làm những cái liên quan đến tài chính, bạn có tố chất về quảng bá tiêu dùng đúng không ạ, bạn sẽ làm những cái vấn đề liên quan đến thời trang may mặc hay là phụ kiện gì đó chẳng hạn đúng không ạ, có rất là nhiều thứ đúng không ạ, và cơ hội affiliate nó được dàn trải ở trên toàn bộ mọi góc độ ở trên 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 internet đúng không ạ, trong cuộc sống này đúng không ạ. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn những cái cơ hội thực tế nhé, những cái cơ hội thực tế này đúng không ạ? Thực tế này. Bạn có thể làm affiliate một là với Forex Center. Trong Forex Center thì là cái chương trình affiliate sẽ ở trên trang này đúng không ạ, ở trên trang này đây ạ, ở trên bán hàng đúng không ạ, bạn có thể là đăng nhập vào trong đây, tạo tài khoản đăng nhập vào trong ở Forex Center đây, bạn có thể đăng nhập vào trong cái đường link này bán hàng .forexcenter.com. Thì ở trên này đúng không ạ, ở trên này sẽ có các cái liên quan đến đào tạo này, liên quan đến dịch vụ này, liên quan đến các cái phần mềm đúng không ạ của Fori được được kiểm chứng bởi đội nhóm đang sử dụng, đang học tập đúng không ạ, tất cả những cái này đang được đào tạo ở trong cộng đồng Fori Center và tạo ra những cái bot, những leader rất là xuất sắc, những cái bạn mà có những cái nguồn thu nhập rất là khủng khiếp đúng không ạ, và đó là bằng chứng đúng không ạ, rất là tốt để các bạn có thể quảng bá. Tức là bạn, đây là những cái kiến thức thực chất do chính bản thân tôi và đội nhóm admin đúng không ạ, mốt xây dựng đúng không ạ, và kiến thức ở trong này nó không có lan man, nó đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, cái nào là va ra cái đó để học để kiếm được tiền chứ không để là lan man. Thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký ở cái kênh này để gì ạ, để quảng bá đúng không ạ. Sau khi mà tạo xong tài khoản thì bạn có thể tạo link nhé, bạn lấy được link đúng không ạ, và quảng bá cho cái người mà người ta muốn tiếp cận đó đúng không ạ. Ví dụ người ta muốn học về làm website này, người ta muốn học về làm SEO top này, người ta muốn học về Shopee, người ta muốn học về Marketplace, hay là người ta muốn mua cái tool phần mềm auto Marketplace này, hay là phần mềm auto group này, hay là người ta muốn mua cái khóa học về dropship này, hay là Facebook marketing đúng không ạ, các bạn có thể quảng bá trên này đúng không ạ. Thì đây là để có thể kiếm được tiền. Thì cái một số bạn đã kiếm được khoảng 1.000 đô một tháng đối với cái chương trình affiliate của Forex Center. Ok, thứ hai nữa là bạn có thể kiếm tiền ở Việt Nam trước nha, đúng không ạ? Kiếm tiền ở kênh là AccessTrade. Chắc chắn là các bạn sẽ nghe qua rất là nhiều vấn đề này, đúng không ạ? AccessTrade, ngày hôm nay nhé, trong buổi này tôi sẽ giới thiệu cho bạn các cái cơ hội thôi. Còn lại đi sâu vào trong từng vấn đề đấy, thì nó là cả một bầu trời kiến thức luôn, đúng không ạ? Tại vì ví dụ như ở trên Forex Center này, bán đúng một cái tool Auto Market Play thôi là bạn đủ giàu rồi. Thực tế là như vậy. Số lượng người đang sử dụng cái vấn đề về auto market đây cực kỳ khủng khiếp luôn. Đây là một cái giải pháp công nghệ thực tế là đỉnh cao, đúng không ạ? Thứ hai là các cái khóa học về dropshipping rất là rẻ nhưng mà được đào tạo chuyên môn rất là bài bản, học là làm được luôn, được nhận giá rẻ trong Forex Center, được nhận cái cách làm marketing, đúng không ạ? Để làm được một cái vấn đề nhỏ thôi là bạn đã đủ tiền vài triệu một tháng là chuyện bình thường. Nếu như bạn tinh tế, bạn nhạy bén một tí nữa là vài chục triệu là chuyện đơn giản thôi, đúng không ạ? Tiếp theo là cái nền tảng AssetTrade nhé. AssetTrade thì bạn có thể anh AssetTrade.vn đúng không ạ? Sau khi bạn đăng ký nhé, có phần đăng ký này khả năng này rất là dễ thôi, đúng không ạ? Sau khi bạn đăng ký thì bạn đăng nhập thì nó sẽ đấy, tôi đã có tài khoản rồi. Đăng nhập thì bạn có thể quảng bá ở ở đây đúng không ạ? Ở trên kênh này thì có rất là nhiều cái chiến dịch để chúng ta có thể lựa chọn. Nó chia theo nữa. Đúng không ạ? Bạn có thể thấy ở danh mục đây nó chia theo này, thương mại điện tử này, du lịch này, dịch vụ tài chính này, dịch vụ trực tuyến này, giáo dục viễn thông làm đẹp. Ví dụ tôi làm đẹp chẳng hạn. Thì trên này có rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng như là đầy The Face Shop này, đúng không ạ? Như là Sin Beauty này, như là Shine Shop này, đúng không ạ? Và nó để luôn cái chương trình là có bao nhiêu phần trăm, đây là 10% hoa hồng. The Face thì 8%. Rồi là cái gì đây ạ? Rồi là Beauty Friend mỹ phẩm Hàn Quốc là 13% đúng không ạ?
như vừa xong rồi Pin nói ấy, tôi nói rằng đó là cái hoa hồng ở cái sản phẩm vật chất thì nó từ 10 đến 30%, đúng không ạ? Bạn hoàn toàn có thể đăng ký, đúng không ạ? Ví dụ như là ở đây tôi tạo link với The Face Shop này, tôi xem trang của cái này. Trên này nó chứa rất là nhiều nhá. Có bao nhiêu danh mục thì ở đấy có bấy nhiêu cái đối tác để chúng ta có thể lựa chọn. Đấy, Face Shop, đúng không ạ? Chúng ta có thể vào trang, sau đó là lấy cái tên, đúng không ạ? Lấy cái sản phẩm, đây có rất là nhiều, đúng không ạ? Sữa rửa mặt, rồi là mặt nạ, đúng không ạ? Rồi là vân vân, son phấn các kiểu, đúng không ạ? Và chúng ta muốn quảng bá cái sản phẩm nào đấy thì chúng ta lấy link thôi, đúng không ạ? Và sau đó là tạo link này, đúng không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta tạo link, đúng không ạ? Chúng ta tạo link này, và nó tạo ra một cái link như thế này, và chúng ta copy cái link này để chúng ta quảng bá khắp mọi nơi, ở ở Foray Center cũng như vậy, đúng không ạ? Thì bạn ai mà mua qua cái link của bạn đấy, đúng không ạ, thì bạn sẽ được nhận hoa hồng, bạn sẽ được nhận tiền, đúng không ạ, bạn sẽ được nhận tiền đấy, đơn thuần là như vậy. Lâu lắm rồi tôi không ghé vào trong cái tôi không có ghé vào trong 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 cái asset trade này để xem nào. Last à đây à, bạn thấy có thể nhìn thấy này đúng không ạ, ở đây tôi là cái kênh này là cái kênh kiếm tiền thụ động thực sự luôn á, tôi không có vào đâu, nhưng mà bạn có thể nhìn thấy này, tiền này, giá trị chuyển đổi phát sinh này, 200 đúng không ạ, đấy khá là hay đúng không. Xem nhé, đây có thể nhìn thấy này, cái giá trị chuyển đổi phát sinh này là 1 triệu này, đúng không ạ? Hoa hồng phát sinh là 15 nghìn này, đúng không ạ? Và nó tự nhiên nhé, nó tự nhiên tạm duyệt 34, đúng không ạ? Khá là hay đúng không ạ? Khá là hay. À đây, cái chương trình về đúng không ạ? Các cái chương trình về Shopee. Và đây nó có hoa hồng nho nhỏ rất là vui đúng không ạ? Ở đây là 15 ngàn này. Vậy biết là tôi được nhận 15 ngàn từ trong cái thời gian vừa qua đúng không ạ? Rất là hay thôi, lâu lắm mà tôi không có làm đúng không ạ? Và để làm review cho các bạn thôi. Đấy, ví dụ như là vậy, chúng ta là nhận hoa hồng và chúng ta làm đủ các loại kênh thì chúng ta quảng bá hết. Đúng không ạ? Và trong đây thì rất là nhiều chiến dịch tài chính này, có những cái top mới đúng không ạ? Đó, sản phẩm mới về đào tạo, về thời trang đúng không ạ? Hay là về phần mềm mỹ phẩm thương mại điện tử thì các bạn có thể liên kết với các sàn như là Shopee, Tiki, đúng không ạ, Lazada đều là đối tác đúng không ạ, con cưng. Ở trên cái kênh đó có bao nhiêu sản phẩm thì bạn có thể quảng bá bấy nhiêu sản phẩm đúng không ạ, theo cái danh mục của nó là như vậy đó. Nên bạn có thể lấy cái nghề mà làm affiliate marketing này là không bao giờ hết việc, không bao giờ hết việc được, tại vì bạn chỉ cần lựa chọn một ngách thôi, ví dụ như là liên quan đến du lịch giải trí chẳng hạn, bạn chỉ cần bán các như là vé máy bay, tour du lịch, ở trên này nó có hết đúng không ạ, bạn lựa chọn các vấn đề liên quan đến giáo dục thôi để quảng bá các cái khóa học ở trên Edumon đúng không ạ, Mân K Junior đúng không ạ, hay là học mãi, hay là vui học, hay là Unica vân vân, ở trên này cũng đều là đối tác của AssetTrade. AssetTrade là một trong những cái mạng lưới rất là mạnh ở châu Á đúng không ạ, cực kỳ khủng khiếp đấy hiện tại. Tuy nhiên rằng để làm được có được đơn hàng thì bạn cần phải tập trung rất là nhiều ở trong lĩnh vực quảng bá của mình nhé. Đấy, tiếp theo rồi bạn có thể lựa chọn một cái đối tác nữa là Efflex đúng không ạ? Efflex thì liên quan đến các cái sản phẩm marketing affiliate, nó các cái affiliate nó liên quan đến cái vấn đề về CPO. CPO tức là gì ạ? Tức là các cái chiến dịch của nó, các offer của nó thì nó liên quan đến những là cái nhà thực phẩm chức năng này. Như là các cái vấn đề về phụ kiện này, phụ kiện trang sức này, thời trang này, đặc biệt là cái này, trên này thì hoa hồng rất là cao, như là một sản phẩm của nó ở đây là 300 nghìn, giá của bạn mà được nhận đúng không ạ, 200 nghìn, 300 nghìn nó thường là trên 10 đô đúng không ạ, rất là khủng khiếp, tại vì nó là các thực phẩm chức năng. Cái mạng lưới này thì nó khá là khủng khiếp đúng không ạ, về cái mức độ hoa hồng, vì nó là thực chủ yếu là thực phẩm chức năng, mà các cái sản phẩm này của nó là rơi khoảng tầm tiền triệu hoặc 800 ngàn, nó chia cho hoa hồng cho khách hàng á, là tầm vài 40-50%, gần như một nửa, gần như một nửa
giá của sản phẩm đấy. Đây là một trong những kênh khá là ok đúng không ạ? Mark ở Flex đúng không ạ? Anh Flex ở Việt Nam nhé. Tiếp theo là Mark Offer. Mark Offer thì cũng giống như Mark Offer thì cũng giống như hai người bạn của nó đúng không ạ? Giống như là cái mạng tiếp thị liên kết thì nó cũng giống như là AssetTrade và Flex y nhang trang nhau nha. Chúng ta có thể làm quảng bá đúng không ạ? Đúng không ạ? Làm quảng bá với Mark Offer. Mark Offer nó cũng y hệt như là AssetTrade nhé. Mark Offer thì với AssetTrade thì không khác biệt nhau là mấy đúng không ạ? Thì bạn có thể đăng ký và thực hiện chiến dịch quảng bá thôi, và có hoa hồng phần trăm đây thì chúng ta có thể làm. À đó, đây là những cái ở Việt Nam này, có thể chia gọi là ở Việt Nam nha. Nam này, trong nước đúng không ạ? Hoặc là trong quốc tế đúng không ạ? Quốc tế này, quốc tế đúng không ạ? Thì bạn có thể đăng ký cái như là CG, tắt bớt đi nha. Như là bạn có thể đăng ký Clickbank, Clickbank. Đây, ví dụ như là Clickbank là một trong những cái mạng lưới affiliate cực kỳ khủng khiếp và nổi tiếng, đúng không ạ? Bạn chỉ cần làm Clickbank. Hiện tại trên trong Forex Center cũng có một đội là affiliate marketing với Clickbank đấy, đúng không ạ? Có Mr. Tâm làm á. Rồi, anh em mình có thể lập team để giao lưu nhé. Hello, là không có vàng cho máy này, không biết là còn không ạ? Đây. Thì ở trên trên Clickbank ấy có rất là nhiều đúng không ạ? Rất là nhiều offer, vô cùng nhiều offer, một trong những cái kênh mà nó nhiều offer thực sự luôn ạ. Đúng không ạ? Nhiều offer, rất là nhiều offer. Đúng không ạ? Nhiều offer đây, ví dụ như là đây là ví dụ như là tiền này, nếu mà ai kiếm được tiền thì nó sẽ nhảy vô đây, đúng không ạ? Thống kê. Thì ở trên này là có cái offer. Đây, có rất là nhiều danh mục. Vô cùng nhiều danh mục. Hiện tại thì nó chưa có tiếng Việt nhé, nó chỉ là tiếng Anh thôi. Bây giờ tôi kiếm cái một cái liên quan đến làm đẹp chẳng hạn. Healthy and fitness đúng không ạ? Đây ví dụ như là liên quan đến sức khỏe đi, thì cái hoa hồng nó rất là kinh khủng đúng không ạ? Như là 136 đô này, 112 đô này. Cái này các cái chương trình về fitness, tức là các cái chương trình tập thể dục á, đúng không ạ? Đấy, làm đẹp này thì có những cái liên quan đến mỹ phẩm này, đúng không ạ? 11 đô này, rồi là 32 đô này. Thì các bạn cần phải làm những cái kênh ở quốc tế như là Twitter, như là Instagram, như là Facebook để các bạn quảng bá. Ví dụ như đây là nó đang giới thiệu đúng không ạ? Giới thiệu các vấn đề liên quan đến mỹ phẩm này, đúng không ạ? Nó có cái landing page rồi. Và ai mà mua qua đúng không ạ? Ví dụ như mình đăng ký đúng không ạ? Mình promo đúng không ạ? Promo đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là đấy, nó sẽ tạo cho mình một cái hop link, và mình lấy cái hop link này mình chia sẻ, ai mà mua qua cái link của mình thì chúng ta sẽ được nhận hoa hồng. Bạn có thể nhìn thấy cái mức hoa hồng nó cực kỳ khủng khiếp luôn đúng không ạ? Ví dụ như là 23 đô là Việt Nam thì quy đổi ra là hơn 500 ngàn rồi, 11 đô là cũng cũng hơn 200 rưỡi rồi, 71 đô là cũng là tiền triệu rồi đúng không? Rất là dễ luôn. Nên có những cái bạn mà làm Clickbank mà kiếm được vài ngàn đô, 1-2 ngàn đô là chuyện bình thường. Thực tế là tôi đã kiếm thấy rất là nhiều người rồi đúng không ạ? Thì thời gian làm ở dự án Việt Nam ấy, mình còn không có thời gian làm hết. Do đó ấy, Clickbank luôn là một cái miếng bánh rất là ngon đúng không ạ? Cho anh em mà có khả năng về về ngoại ngữ này, cho anh em mà có khả năng về marketing này đúng không ạ? Đặc biệt về ngôn ngữ thì đây là một thực sự là một cái cơ hội rất là lớn nhá. Hay là CG đúng không ạ? Tôi chỉ kể ra những cho các bạn những cái mạng lưới lớn thôi nhá. Tôi còn biết nhiều lắm đúng không ạ? Và lâu rồi không có đụng chạm á. Đúng không ạ? Nhiều khi mà quên mất. Còn nhiều cái mạng lưới mà đã từng làm rất là hay đúng không ạ? Cũng tương tự như CG, cái thằng bạn có thể thấy Clickbank này này, nó giống như nó na ná giống như thằng AssetTrade á. À đấy. Thằng CG này thì nó liên quan đến các cái sản phẩm số đúng không ạ? Sản phẩm số thì nó lại liên quan giống như như là Clickbank, nhưng mà CG này thì nó khá là bao quát, đúng không? Nó bao quát hơn.
Bây giờ thì hiện tại CD nó có ở Việt Nam rồi. Trước đây thì tôi chỉ làm ở nước ngoài thôi. Trong Và khi bạn đăng ký cái chương trình ở trên CG thì bạn cần phải được duyệt nhé. Nó duyệt bằng tay, đúng không ạ? Các đội nhóm admin nó duyệt bằng tay. Bạn phải có là người có năng lực thì mới được duyệt. Làm sao để người ta biết cái năng lực của bạn thì bạn phải khai báo cái profile nó phải là ok và người ta thẩm định lại các cái kênh traffic của bạn. Tức là các kênh là Facebook của bạn này, các cái kênh là blog của bạn này, bạn có các yếu tố điều kiện để được duyệt các cái chương trình affiliate chứ không phải là tự nhiên tạo ra được duyệt. Có những chương trình thì tạo phát được duyệt ngay, có những chương trình thì nó phải thẩm định là cái khả năng của mình ấy, khả năng quảng bá của mình mới được duyệt, đúng không ạ? Bên này thì làm việc khá là chặt chẽ luôn, đúng không ạ? Khá là chặt chẽ. Như ở đây này bạn thấy không ạ? Tôi đang kiếm 21 đô này. Ở 21 đô này. Khá là hay đúng không? 21 đô đấy. Thì trên này cũng như vậy thôi. Đấy, cái combo, cái combo của nó, cái chương trình của nó thì nó là một cái danh mục quảng bá này. Expert style này. Đấy. Bây giờ mình muốn quảng bá cái nào thì mình đăng ký, đúng không ạ? Mình đăng ký. Quảng bá cái nào thì mình đăng ký cái chương trình đó. Đó, tiếp theo đó là CG đúng không? Còn đây là những cái vấn đề mà nó lớn, đúng không ạ? Hai cái vấn đề mà nó khá là lớn, đúng không ạ? Thì bạn có thể làm ở trên này đã đủ rất là mệt mỏi luôn, đúng không? Tạo ra kênh quảng bá là bạn làm thôi là đã thấy rất là tuyệt vời ở đây. Bây giờ nó ra rất là nhiều chương trình. Đúng, tương tự như hàng Clickbank đúng không ạ? Đây này, bạn có thể nhìn thấy bên này, tất cả này chương trình này. Đó, bạn có thể quảng bá chủ yếu cái thằng CG ấy, liên quan đến các sản phẩm số nha, như là các cái phần mềm, như là các khóa học, như là các cái vấn đề về hosting tên miền và hoa hồng nó rất là cao, khá là cao đúng không ạ? Trả thưởng rất là đúng hẹn, đây là cái mạng lưới rất là lớn mang tính chất toàn cầu á. Ở đấy thì ở đây còn rất là nhiều cái tương tự nữa nha. Đó là phần một cái phần mà khá là hay, đó là affiliate, các vấn đề liên quan đến tài chính. Affiliate liên quan đến tài chính thì bạn có thể hiểu là một là vấn đề liên quan đến các vấn đề về thẻ ngân hàng tài khoản đúng không ạ? Rồi là gì ạ, cho vay vân vân. Thì ở asset trade nó có nhé, ở đây asset trade có cái bộ phận liên quan đến tài chính đó, nó sẽ có tài chính bạn có thể làm được. Đây là vấn đề cực kỳ hot đúng không ạ? Accenture. Tuy nhiên ở một cái góc độ khác thì liên quan đến các cái vấn đề như là liên quan đến như là tiền điện tử này, như là liên quan đến các vấn đề về chứng khoán này, như là sàn giao dịch này, và đặc điểm của cái vấn đề về affiliate của những cái vấn đề này ấy, là nó rất là lâu, nó có tính lặp lại liên tục, và cái sàn đấy hoặc là các cái vấn đề này ấy, nó sẽ trả thưởng cho mình trả hoa hồng đấy, hoa hồng có tính đúng không ạ, có tính lặp lại theo cái khách hàng mà người ta giao dịch trên đó, nó rất là khủng khiếp đúng không ạ? Do vậy đó là một cái cơ hội rất là lớn. Thì hiện tại thì tôi đang có rất là nhiều cái dự án để mình làm được, giống như là Binance này đúng không ạ, như là các dự án như là các bạn có thể tạo trên ví, tất cả các ví điện tử đúng không ạ, ví điện tử này, các cái ví điện tử này đều có chương trình affiliate này, rồi các cái sàn này, sàn trade đúng không ạ, sàn mà giao dịch đều có phát affiliate, chương trình affiliate này, là ví điện tử như là Remy đúng không ạ, Remy Tano á đúng không ạ, Bittrex này thì nó cũng tương tự giống như là cái sàn rồi đúng không ạ, cái sàn như là Binance này, đấy như là có vô cùng rất là nhiều đúng không ạ? Tôi đang chơi một số cái cơ bản thôi. Như là sàn giao dịch như là sàn Binbond đúng không ạ? Binbond này. Binbond đúng không ạ? Như là MXXM, như là SSNet. Đấy, rồi là Mitrade, Mitrade nữa, đúng không ạ? Mitrade đi. Đúng không ạ? Rồi, đấy. Rồi là các cái chương trình của FBS vân vân, các cái sàn đều có cái chương trình affiliate đúng không, và bạn có thể đăng ký. Thì cái affiliate tài chính này là một trong những vấn đề rất là hot hiện tại, ví dụ như là tôi đang làm ở Flex, làm ở Snet đúng không, Snet
đây cho bạn xem nhé, kết quả sau một tuần cũng làm khá là hay, có khá là nhiều kết quả rồi đó. Đây bây giờ cái tiền tiền mà tôi nhận được này, bạn có thể nhìn thấy này đúng không ạ, 1,78 đô đúng không ạ, hôm qua là 1,05 đúng không ạ, sau đó là lên 1,5 thôi, lên 1,78, và hiện tại thì đang có bao nhiêu người giới thiệu đây, mọi người xem vào đây. Đấy, hiện tại thì có 6 người đúng không ạ, trong cái qua giới thiệu của mình. Và hiện tại đây thì có một người đang giao dịch, nên ra là mình sẽ được nhận hoa hồng đúng không ạ, từ việc giới thiệu này. Thứ hai là trên sàn Binance đúng không ạ, Binance tôi cũng có kết quả, đã có biết kết quả rồi. Trên Binance này á thì đây. Khi bạn tạo và bạn có thể hold luôn, tôi cũng đang hold ở trên này luôn. Hold coin ở trên này khá là hay nhá. Nó ra được, đây là một cái cơ hội kiếm tiền đó. Cơ hội kiếm tiền rất là nhiều đấy. Trên trên Binance này thì chúng ta vừa vừa có thể giao dịch này, vừa có thể lưu trữ tiền này, vừa có thể affiliate này. Đúng không ạ? Và trong này là một cái môi trường win-win đó. Như là bây hiện tại thì tôi đang đang giới thiệu được 14 này, 14 người này, đúng không ạ? Và nếu như mà người ta giao dịch thì tôi sẽ nhận được một chút cái tiền gọi là tiền hoa hồng, đúng không ạ? Tiền hoa hồng từ phí giao dịch. Ngoài ra tôi còn có hold hold coin, nghĩa là cái sàn này thì tôi hold hold các cái đồng tiền điện tử á. Đấy, ví dụ như hôm qua là lời khoảng 4,46% này, được cộng thêm 3 đô này. Bạn nhìn thấy không ạ? Đây là chi phí tôi bỏ vào đây là khoảng 100 đô. Đây là cái vấn đề mà gọi là hold tài chính nhé, gọi là giữ nắm giữ những cái đồng tiền mà nó có tiềm năng nhé. Còn đứng ở góc độ ngày hôm nay tôi chia sẻ là các vấn đề liên quan đến affiliate, tức là nếu như mà ai mà qua lời giới thiệu của mình á, họ vào đây giao dịch, họ hold coin hay là họ lưu trữ hay là họ giao dịch nhé, phải giao dịch thì nó có phí giao dịch thì mình sẽ được nhận hoa hồng đúng không? Và tôi được biết là một số anh em ở trong team mà làm thị trường này này, chuyên chuyên gia luôn đấy, gọi là tập trung vào affiliate các cái vấn đề sàn này, thì có những anh em mà kiếm được 1.000 đô rất là đều hàng tháng, tức là họ quảng bá cả tiếng Anh lẫn cả tiếng Việt. Đấy, đúng không ạ? Cả tiếng Anh lẫn cả tiếng Việt, và họ nhận được rất là nhiều nhiều cái tài khoản mà gọi là tài khoản cá mập, mang về cho họ cực kỳ nhiều hoa hồng luôn, đúng không ạ? Cái tiền này không phải là tiền mà các bạn đánh mà tôi nhận được, mà là cái phí giao dịch của cái sàn đó, bạn hình dung không ạ? Giống như là bạn đi gửi tiền ở Vietcombank chẳng hạn, một lần gửi tiền mất 5.000 thì bạn sẽ được 20% hoặc 40%, các cái sàn này thì là thường 40%, thì người ta sẽ lấy 5% tiền phí hoa hồng, phí giao dịch của bạn á, thì 5.000 đó thì 40% là mình sẽ được nhận 2.000 chẳng hạn, rất là bé thôi. Tuy nhiên rằng bạn cứ tưởng tượng là một cái hệ thống quảng bá rất là tốt, có hàng ngàn người đang đăng ký tham gia và người ta đang giao dịch mỗi ngày á, thì cứ 1-2 nghìn đấy bạn tính bằng tiền đô đi ạ. Mà tôi nhìn thấy là có rất là nhiều anh em kiếm được vài chục ngàn đô với cái vấn đề sàn này, rất là khủng khiếp đúng không ạ? Đây là một cái cơ hội rất là to đúng không ạ, một cơ hội rất là lớn đúng không ạ, cơ hội lớn thật sự cho anh em mà làm đó. Tiếp theo là có một số cái nữa là những là bình bon đúng không ạ, bình bon tôi cũng có kết quả rồi này đúng không ạ? Vừa xong bình bon cũng có kết quả. À đây, ví dụ như là cái người đúng không ạ, đúng không ạ, tài sản này. Đây cái vấn đề về mời có thưởng, mời người tham gia này, đúng không ạ? Đấy. Đây, các bạn thấy không ạ? Lời mời này, tổng số người 21 này, số lượng người mà hoa hồng này, các bạn nhìn thấy không ạ? Không phải không. Đó, bạn thấy không ạ? Đấy, 0,04 này, USDT này. Đó. Là một USDT là khoảng tầm 20 20 24.000 đi chẳng hạn. Đó. Thì đây mình được 0,5 rồi. Hôm trước là được 0,5 nữa đúng không ạ? Đây này, tài sản tôi này, đây 0,5 này. Đó.
là được khoảng 1 đô đúng không ạ, rất là vui đúng không ạ, mình mới làm thôi đúng không ạ, ra kết quả thôi, mình cứ thế mình quảng bá thôi, cứ quảng bá đấy. USDT này 0,9 nữa này đúng không ạ, và mình có thể chuyển qua nhé, mình có thể chuyển qua là thành được 1 đô này, bên này được 1 đô là 2 đô đúng không, rất là vui đúng không ạ, nhỏ nhỏ thôi, đây là gọi là thí điểm đấy. Bên này ví dụ như là cái tiền đúng không ạ, bạn thấy nhìn thấy đúng không ạ, nó mới có cái này là bây giờ làm mới được 1 tuần thôi đúng không ạ, được khoảng gần 2 đô rồi, thì mình chỉ cần tập trung vào quảng bá thôi, mình cứ tập trung vào quảng bá thôi đúng không ạ, còn lại á là ai mà vào người ta giao dịch thì mình sẽ nhận, và mình có thể làm content cả tiếng Anh cả tiếng Việt đúng không ạ. Đây ví dụ như ở affiliate thì cái hướng đi đúng không ạ, hướng đúng không ạ, xây dựng đúng không ạ, xây dựng thì mình có thể là traffic đúng không ạ, traffic có nghĩa là tương tác, tương tác vào cộng đồng đúng không ạ, tương tác vào cộng đồng tương tác đúng không ạ, lấy traffic ở trong ở nước ngoài, trong nước bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Việt đúng không ạ, hoặc ngoài nước đúng không ạ, ngoài nước bằng tiếng Anh thì chúng ta làm bằng content, làm bằng blog đúng không ạ. Thì hiện tại cái này thì tôi đã xây dựng ra một cái kênh đúng không ạ, như là đầu tư tài chính amnet.com đúng không ạ, đây đấy, tôi tạo ra một cái kênh blog như thế này, bạn thấy ok không ạ, đấy, và chia sẻ những kiến thức ở trên này đúng không, và họ sẽ thấy đúng không ạ, họ sẽ thấy và người ta sẽ tham gia đúng không ạ, họ sẽ thấy và người ta sẽ tham gia qua cái đường link hướng dẫn của mình đúng không ạ, mình chia sẻ những kiến thức của mình về các vấn đề về đầu tư tài chính và họ tham gia đúng không ạ, và lập fanpage này đúng không ạ. Ngoài ra tôi có một cái kênh về blog cá nhân của mình, trên này thì chia sẻ những cái dự án ở về hosting tên miền đúng không ạ, hosting tên miền đúng không ạ, cũng là một cái dự án rất là hay này đúng không ạ. Đây. Blog cá nhân đúng không ạ, và việc của mình là sáng tạo content đúng không ạ, việc sáng tạo content và mình làm một cách liên tục và không có chán nản đúng không ạ, chán nản là mình thất bại đúng không ạ, và việc cái người mà người ta thành công á là người ta làm liên tục và người ta cho tới khi có kết quả, giống như là ở Hot Amada chẳng hạn, về hosting chẳng hạn, tôi kiếm khá là nhiều tiền ở đây cho anh mình xem kết quả nha. Đây việc cái tháng này đúng không ạ, được 350 đô này đúng không ạ, 350 đô là khá là nhiều đấy nha, được khoảng 7 triệu mấy rồi đúng không, 350 đô khá là nhiều rồi đấy, hơn 7 triệu rồi. Đây ví dụ như là đã tiền mà đã trả này, payout to me này, đây bạn nhìn thấy này, đây bạn thấy không ạ, 4.777 đô đúng không ạ, đây nhân lên thử xem nha, 4.777 đô, 4.775 đô nhân cho 24.000 đúng không ạ, là hơn 114 triệu đúng không ạ, từ cái dự án này bạn thấy không ạ, kiếm tiền đô ạ đúng không, và nó về về PayPal, đã về PayPal rồi nhá, đã về PayPal rồi, và hiện PayPal của tôi cũng đang có hơn 300 đô đúng không ạ, đã về PayPal rồi đúng không ạ, tiền về được thực tế, nên ra là đây là một cơ hội thực sự đúng không ạ. Còn là XM nữa thì XM đúng không, có kết quả XM là cái sàn giao dịch coin đúng không, đây trên này thì account này thì cái số lượng mà người mời đã rất là tốt, khá là tốt đúng không ạ, nhưng mà đây cái quy định nó khá là khắt khe với người người được mời ấy đúng không ạ, người ta phải giao dịch rồi là người ta phải có số lượng giao dịch ở trên đây đủ lớn thì mình mới được nhận, như ở đây là mình đã mời được 17 người đúng không ạ, 17 anh em đúng không ạ tham gia vào trong cái XM này, khi mà tham gia cái XM này thì có nhận được 30 đô để giao dịch nhé, và tôi đã kiếm được từ cái giao dịch này á, tôi kiếm được khoảng 2.700 đô từ XM này rồi, khá là nhiều tiền đấy trong khoảng hơn 10 ngày. Tuy nhiên rằng cái việc trade là việc khó, và cái việc affiliate là cái lâu dài đúng không ạ, nên mình tạo ra mình chia sẻ các chương trình này đúng không ạ, sau đó mình có thể làm bằng cả tiếng Anh nữa, tại vì ở bên này nó đều có cái tiếng Anh hết, và mình nếu mà bạn không biết gì về tiếng Anh thì biết cơ bản sơ sơ thôi á,
thì mình hoàn toàn vẫn có thể làm được, tại vì bên cái việc mà người ta làm như này, người ta đã làm tiếng Anh rồi, và việc mình chỉ cần sao chẻ, sao chép copy như thế nào đó, làm sao cho nó hợp lý và đưa về cái blog của mình, đúng không ạ, và quảng bá cho cái người nước ngoài người ta có thể target tiếp cận được, đúng không ạ, thì mình cũng có thể nhận hoa hồng, đúng không ạ. Và việc cái mấu chốt, đúng không, mấu chốt đúng không ạ, đấy, một là mấu chốt ở chỗ này, một là xây dựng hệ thống kênh. Thì nếu như mà bạn muốn làm affiliate tốt thì bạn cần chắc chắn phải trang bị cho mình một cái blog, một cái website chia sẻ kiến thức đúng không ạ, cộng với việc là bạn cần phải tập trung vào marketing đây, bí mật của affiliate hay drop hay là kiếm tiền bán hàng, bất cứ thứ gì liên quan đến online bạn phải biết marketing đúng không ạ, tức là chia sẻ, làm xong rồi mình phải lấy được cái kiến thức, cái content này này mình giới thiệu cho cộng đồng, và muốn giới thiệu tốt đấy thì chính bản thân bạn là người làm được đúng không ạ, bạn có làm được thì bạn mới giới thiệu được, thì nó mới là cái bản chất của affiliate đúng không ạ. Bản chất của affiliate là những người đó đã làm, đã dùng rồi và người ta cảm thấy tốt đúng không ạ, người ta chia sẻ đúng không ạ, giống như tôi có kiến thức tôi mới chia sẻ giống cho các bạn được, còn lại nếu như không á thì rất là khó đúng không ạ, và rất là khó, luôn luôn khó, không thể nào mà kiếm được tiền nếu như chúng ta làm một cách hời hợt và chúng ta làm một cách không có hiểu biết gì hết đúng không ạ, thì đâu ai tin đâu, không ai tin, không ai tin cả đúng không ạ, không ai ra cái chương trình của mình đúng không ạ. Anh em đề nghị anh em tắt mic đi nhá để cho đỡ ồn ào đúng không ạ, đấy, tập trung vào marketing, và bản chất là mình phải làm được, bản chất của mình phải thử và mình có kết quả cơ bản đúng không ạ, thì là cái người nghiên cứu người ta làm đúng không ạ, và mình làm được và mình giới thiệu, mình chia sẻ cái cơ hội đấy thì chắc chắn rằng bạn càng ngày càng gia tăng đúng không ạ, giống như cái blog của tôi đúng không ạ, em có thể nhìn thấy vô cùng nhiều cái kiến thức hay ở trên này, cực kỳ nhiều, và có người người ta liên hệ, người ta muốn hợp tác, người ta muốn làm đối tác này nọ vân vân đúng không ạ, và cái số lượng traffic ở trên này cũng khá là khủng đúng không ạ, rất là lớn đúng không ạ. Còn cái web mới làm của tôi đây đúng không ạ, cũng ok đúng không ạ, chia sẻ những cái kiến thức rất là căn cơ về đầu tư tài chính, và chính bản thân tôi là người trải nghiệm, tôi viết lên những cái kiến thức mà mình trải nghiệm, mình có kết quả đúng không ạ, đấy, làm dropship hay làm phần mềm mình có kết quả, mình chia sẻ các vấn đề về phần mềm auto marketplace này đúng không, các vấn đề về asset trade này, AdFlex này đều có hết đúng không ạ, và mình ở đây mình kiếm được tiền ở trên Binance hay là mình kiếm tiền trên MX hay kiếm tiền ở Snap đúng không ạ, mình đều chia sẻ lên trên đó, và đấy là cái nhiệm vụ của mình, mà mình cứ thấy mình chia sẻ thôi, còn vô cùng nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống content đúng không ạ, nó liên quan đến hệ thống content này đúng không ạ, liên quan đến hệ thống content, nó liên quan đến SEO top đúng không ạ, SEO top Google đấy, SEO top, ví dụ như bạn viết được một bài và nó chuẩn SEO đúng không ạ, và người ta kiếm được bạn trên internet và thông qua bạn đúng không ạ, người ta tham gia vào cái link của bạn đấy, và khi mà tham gia vào cái link của bạn đấy thì bạn sẽ được nhận hoa hồng, đơn giản là như thế đúng không ạ, nghe rất là đơn giản nhưng mà để học thì nó còn rất là nhiều kiến thức đúng không ạ, rất là nhiều kiến thức, và đấy là một cái nhìn nhận tổng quát đúng không ạ, là một là cơ hội dropship ở đâu, hai nữa là có những cái lĩnh vực chuyên môn như thế nào mà có những cái cơ hội đây, phần cơ hội đây này, bạn hoàn toàn là affiliate tài chính hoặc là affiliate ở trên các cái nền tảng đúng không ạ, quảng bá những cái sản phẩm số, sản phẩm vật chất là do bạn lựa chọn ở quốc tế hay là ở Việt Nam là do mình đúng không ạ, tập trung vào hệ thống kênh này và marketing là cái mà cần phải làm thôi, còn lại mình chẳng cần phải tập trung đầu tư về cái mặt bằng, rồi là không có lo ngại vấn đề về nhân viên nhân sự gì hết, chỉ cần tập trung marketing tốt thôi là ok, kiếm ngàn đô rồi đúng không ạ, nó rất là hay, đơn giản nữa đúng không, cầm cái link của mình quảng bá khắp mọi nơi thế thôi, đơn giản như thế đúng không ạ, trong cái phạm vi mà trong một cái buổi chia sẻ thì tôi hy vọng rằng cái kiến thức này của mình sẽ hỗ trợ giúp đỡ được cho anh em một cái nhận thức đúng không ạ, còn lại mà đi sâu cho từng cái dự án, cho từng cái vấn đề thì không phải là ngày một đúng không ạ, ngày hai được, mà chúng ta phải mổ xẻ là quảng bá như thế nào, cách tiếp cận làm sao, ai là người khách hàng tiềm năng của mình và làm sao để tương tác tiếp cận với khách hàng tiềm năng đó đúng không ạ, chúng ta phải học về marketing, học về xây dựng content, viết cái content làm sao để cho nó hợp lý, cho nó hay
sau đó học về sell top, sau đó học về phễu marketing. Nếu như biết được tâm thì học là chạy quảng cáo đúng không ạ? Và anh chạy quảng cáo thì một ngày cứ đều đều một ngày khoảng 100-200 đô thì nó rất là hay nhá. Cái số lượng rep ấy, có nghĩa là số lượng người mà tham gia cái link của anh đó là một ngày vài chục người, ngày nào cũng như vậy hết, sử dụng cái biện pháp là chạy quảng cáo. Đó là một trong những cái giải pháp rất là hay. Còn bản thân tôi thì là chủ yếu là free traffic, tất cả những cái đó tôi chưa chạy bất cứ một đồng chạy quảng cáo nào, mà chủ yếu là từ content về Facebook marketing đó, từ sao có Google đấy, chứ không có cần chạy quảng cáo. Tôi không có chạy quảng cáo đúng không ạ, chưa chạy quảng cáo đấy. Khi mà làm tốt tốt tất cả mọi thứ tôi mới chạy quảng cáo thì đã có kết quả cơ bản rồi. Thì đó là những cái đúng không ạ mà mình đi vào sâu và có những cái buổi quá trình sâu hơn đúng không ạ, chuyên môn hóa hơn. Thì thời gian tới đây á là trong cái group đúng không ạ, anh em mình có thể tham gia cái nhóm nhé trên Facebook đúng không ạ, liên quan đến affiliate marketing đúng không ạ? Affiliate marketing gọi là affiliate marketing, gọi là affiliate mastery for center đây đúng không ạ. Anh em mình có thể vào trong này, và ngày hôm nay đúng không ạ tôi đã chia sẻ khá là nhiều những cái kiến thức đúng không ạ, rất là nhiều kiến thức và cơ hội trong này liên tục đúng không ạ. Anh em mình có thể học và tập trung đúng không ạ, làm affiliate với Forex Center này, với các sản phẩm số là trên internet này đúng không ạ, như là Hot Amada, như là các cái sàn, để cơ hội thôi. Còn làm anh em mình làm tập trung vào blog, làm tập trung vào marketing, đặc biệt là Facebook, như là TikTok đấy, như là Twitter, đấy là những kênh mà tôi đang sử dụng tạo ra nguồn traffic rất là lớn đúng không ạ. Anh em có thể tham gia vào cái nhóm này đúng không ạ, chia sẻ những cái cơ hội tốt nhất. Thì thời gian tới ấy, tôi muốn là lập ra một cái team về affiliate này và có chỉ dẫn rõ đúng không ạ, chỉ dẫn rõ tất cả những cái liên quan đúng không ạ, kiến thức về affiliate, về việc mà xây dựng kênh, không những là cơ hội đúng không ạ, chia sẻ cơ hội nó là từng cái module đúng không ạ. Như là vừa xong tôi chia sẻ cho anh mình cái cơ hội của Clickbank này, chia sẻ cho anh mình cái cơ hội về đúng không ạ, Snap này, hay là chia sẻ về Hot Amada này, hay là chia sẻ về Access Trade, hay là Forex Center đúng không ạ. Tất cả những cái vấn đề này gọi là cơ hội, hay là Binance đúng không ạ. Binance thì việc mà chia sẻ cơ hội là ok rồi, và làm ra một cái team thực chiến với cái này đúng không ạ, để có anh em có một cái động lực. Tôi muốn tạo ra một cái nhóm kín đúng không ạ, để chia sẻ những cái kiến thức của mình, gọi là chia sẻ kiến thức về cơ hội là một, chia sẻ kiến thức về cách marketing là hai, tạo ra một cái cộng đồng để chúng ta có thể là đồng là cái động lực, là có cái hướng đi đúng đắn và lâu dài đúng không ạ. Không phải là ngày một ngày hai là có kết quả ngay được, không bao giờ là có chuyện đó. Đến cái ngày mà hôm nay mà tôi đang nói chuyện với các bạn đây là cũng phải tầm 3 4 năm rồi, liên quan đến marketing và affiliate. Trước đây là có một cái nhóm là Galaxy Team á, là tôi là admin cái nhóm đó và triển khai chủ yếu ở trên Access Trade. Và sau này Access Trade thì nó độ khó khó hơn đúng không ạ, và nó kiếm được không nhiều tiền nên ra tôi làm những cái sản phẩm số và đi ra các cái thị trường nước ngoài đúng không ạ, để làm thì cảm thấy rằng nó kết quả là lớn hơn rất là nhiều. Đấy, nói ở đây để cho các bạn biết rằng là không phải là chỉ ngày một ngày hai chúng ta có một cái kết quả lớn như vậy, và tôi muốn tạo một cái nhóm đúng không ạ, để chúng ta học tập này đúng không ạ, chúng ta được nắm những cái kiến thức căn cơ nhất, những cái kiến thức mà nó chuẩn xác nhất, rồi là cái hướng đi về marketing, hướng chọn đúng không ạ. Ví dụ như là bạn làm cái tài chính, bạn chỉ cần tập trung chuyên sâu vào cái tài chính, làm cái hệ thống kênh chuyên sâu vào tài chính thôi, hay là tập trung vào marketing về online thì bạn tập trung vào cái blog, xây dựng cái blog cá nhân, tập trung vào online và có một cái định hướng như thế để làm thì nó mới ra kết quả được, và nó là mang tính chất chiều sâu. Tôi muốn lập ra một cái nhóm như vậy, và cái nhóm đó có một cái chi phí đúng không ạ, có phí đúng không ạ, để đào tạo, để training các bạn đúng không ạ. Thì không biết là anh em mình đúng không ạ, có ai muốn tham gia một cái nhóm như vậy hay không ạ? Tôi đang có ý tưởng đúng không ạ? Nếu như mà anh em mình có anh mình có đủ số lượng thành viên đó, đúng không ạ, và có thật tâm huyết về affiliate, có affiliate muốn làm cái này ấy, thì mình đăng ký tham gia đúng không ạ, đăng ký tham gia thì chi phí ban đầu đúng không ạ, tôi nghĩ rằng để chúng ta làm đúng không ạ, ban đầu thì khoảng tầm 999k đúng không ạ ban đầu. Và sau này thực tế là trước Tết tôi có lập một cái team là 6 người làm affiliate thực chiến này là khoảng 1,5 triệu một người, nhưng mà hiện tại ấy, thì tôi muốn rất là muốn mong muốn là lập ra một cái team như vậy để chúng ta có thể
làm về vấn đề này, tại vì tôi cũng đang làm các vấn đề liên quan đến tài chính và tập trung lại affiliate một cái thành 1/3 thời gian của mình để cho cái hướng này ấy. Nên tôi muốn song song vừa dropshipping cộng với affiliate, nên ra là đây là cái thời gian vừa rồi ấy, tôi chia sẻ rất là nhiều cái kiến thức ở trên cộng đồng, giống như ở trong các cái nhóm Zalo đúng không ạ, trong cái nhóm Zalo này này đúng không? Anh em có thể vào cái nhóm Zalo này đúng không ạ, chia sẻ khá là nhiều về làm với Fori đúng không ạ, Pro đúng không ạ. Cái nhóm này thì nó là những cái nhóm nền tảng đúng không ạ, thì khoảng 20 bạn đầu tiên tôi nghĩ rằng với cái chi phí khoảng 900 này đúng không ạ, 999k để chúng ta vào trong cái team này để chia sẻ học và làm từng cái được cái việc như là các cái vấn đề về lập tài khoản nó dễ rồi, nhưng mà vấn đề về marketing và định hướng cho các bạn là có một cái màu sắc, chúng ta không thể nào mà làm một phát cả đống dự án được đâu. Nếu như bạn làm đống dự án giống như admin đang làm, giống như tôi đang làm, thì bạn mất vài năm. Tuy nhiên là nếu như mà làm một cái dự án cho nó mũi nhọn đúng không ạ, cho nó sắc bén đó đúng không ạ, thì các bạn cần chọn cho mình một cái định hướng và bạn làm. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cái build content đúng không ạ, giống như cái menu này là cả một cái câu chuyện, cả một cái khóa học luôn ạ đúng không ạ, về cái vấn đề mà tạo ra được cái menu này để chúng ta build cái content đúng không ạ, build cái content theo cái định hướng là như vậy để cho nó không bị lan man. Nếu mà chúng ta đi theo hướng marketing để quảng bá những cái sản phẩm này, những cái phần mềm này, những cái hosting tên miền, thì chúng ta phải rất là giỏi trong vấn đề về marketing. Còn chúng ta làm đầu tư tài chính thì chúng ta phải có vốn làm tư đúng không ạ, và chia sẻ những cái kiến thức rất là hay về đầu tư tài chính. Mặc dù chúng ta không phải vốn lớn mà chúng ta phải biết, chúng ta phải hiểu, chúng ta phải gọi là sống ở nó đúng không ạ, để chúng ta truyền tải cho cái việc mà cái người mà tiếp cận chúng ta đó, người ta hiểu được đúng không ạ, thì vô tình gặp được một vài cá mập thôi, giống như tôi chẳng hạn, chỉ cần có một bạn thôi giao dịch thôi, là chỉ cần 2 ngày thôi, 3 ngày thôi đúng không ạ, là được 1,7 thôi, cái này là chưa phải nhiều đâu. Có những anh em ở trong team mà thực tế mà làm affiliate với các cái sàn này, một ngày cứ một buổi tối hay là 200 đô, tại vì có cá mập giao dịch đúng không ạ, ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam đâu đúng không ạ. Và tại sao lại có đúng không ạ, người ta cũng không thể lý giải được đúng không ạ, người ta không thể lý giải được đấy. Ví dụ như ở đây đúng không ạ, các bạn thể thấy tôi có 6 người tham gia thôi, 5 người thôi đúng không ạ, 5 người tham gia thôi mà mình đã có kết quả rồi, còn lại mấy anh em đó là vài trăm người, thì đó là cái hướng nhá, cái hướng đi thì tôi cảm thấy là nó tiềm năng đối với tài chính này, hoặc là đối với các cái vấn đề như là asset trade vừa xong tôi hướng dẫn, hoặc là cái vấn đề về hot Amada chẳng hạn đúng không, hơn 4.000 đô mà tháng này đúng không ạ, tháng này lại có hơn 300 đô nữa, 300 đô là làm lai dai đúng không ạ. Cái việc có một một số cái bí mật đúng không ạ, về content này, bí mật về SEO marketing này, bí mật về SEO top Google này, đó là triển khai đúng không, cái team này sẽ chia sẻ tất cả những cái vấn đề liên quan đến affiliate marketing, còn lại định hướng theo hướng nào về marketing liên quan đến các sản phẩm số, đào tạo, dịch vụ marketing là do anh em mình lựa chọn, hay là làm theo cái dịch vụ về tài chính đúng không ạ, chứ không phải là chỉ tài chính, làm tất tần tật có cái gì hay thì chia sẻ vào trong đó, tạo ra một cái nhóm đúng không ạ, nhóm nhóm kín ạ, admin sẽ chia sẻ và định hướng của anh em mình lựa chọn cái nào đó để đi theo đuổi, cộng với việc là hướng dẫn bởi việc xây dựng hệ thống kênh đúng không ạ. Còn đối với anh em mình không phải là lập ra cái team này là để mong muốn anh em vào hết nhá, em có thể làm ở trên này là đầy đủ rồi, nhưng mà ở trong team đó thì sẽ có những cái chia sẻ nó sâu hơn và định hướng cho anh mình những cái vấn đề về làm cơ bản, làm đây thì cứ chia sẻ thôi đúng không ạ, tôi làm thì chia sẻ thôi, anh mình có thể nhìn thấy là anh mình có thể làm được rồi, chứ không phải tham gia nhóm này nhóm kia đúng không ạ, mất tiền. Còn lại mà mình muốn tạo ra một cái cộng đồng như vậy để cho chúng ta hỗ trợ nhau đúng không ạ, và tôi thật sự là đang kích cầu lại cái vấn đề về affiliate đúng không ạ, anh em nào muốn tham gia nhé, cho 20 người đầu tiên đúng không ạ là 999k để vào team này. Thực tế là mình có một cái blog rồi đúng không ạ, mình có một cái website rồi, hoặc là mình có một cái fanpage rồi đúng không ạ, hôm trước tôi vừa mới tạo cái fanpage thôi, đây này cái fanpage về tài chính này, nó có một hệ thống kênh rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đưa lên, căn bản là chúng ta, nhưng mà xong tôi nói là chúng ta phải sống ở trong nó, nhấn dấn thân ở trong đấy để gì ạ, để chúng ta cầm được đúng không, chúng ta phải hiểu biết nữa đấy, đầu tư tài chính AZ đúng không ạ, cái này thì tôi chưa build content đúng không ạ, đấy đó, và tạo ra một cái fanpage đúng không ạ, sau đó kéo đúng không ạ, kéo người tham gia, rồi là quảng bá thì là tốt, kể cả bằng content tiếng Anh, kể cả content bằng tiếng Việt, sau đó là nó tạo ra được một cái lượng traffic, bí mật là ai cầm traffic thì người đấy thắng thôi, và cái việc mà làm traffic quảng bá thôi, thì tôi là người đào tạo về marketing ok luôn, để định hướng cho anh mình để có một cái hướng đi tốt, còn lại thành công thất bại nhé,
là do anh mình đi có đến nơi không hay thôi ạ. À. Còn việc mà tôi làm 3 4 năm nay rồi tôi sẽ không bỏ anh em mình. Chắc chắn là như vậy. Kể kể dropship đúng không ạ? Dropship thì bây giờ ở trong Foreign rất là mạnh rồi, còn về vấn đề affiliate thật sự là muốn truyền những cái kinh nghiệm của mình cho những anh em mà thật sự tâm huyết với cái mảng này. Tại vì có mình không phải ai cũng có nhiều thời gian để làm. Thực tế bản thân blog của tôi thời gian qua cũng không có đăng đăng được nhiều bài như lúc trước nữa. Đúng không ạ? Tôi có quá nhiều thứ để làm, đúng không ạ? Như là dịch vụ marketing. À, như là làm website, à, rồi là như là làm các vấn đề liên quan đến sàn thương mại, rất là nhiều thứ để kiếm tiền, rất là nhiều cái và muốn tạo ra những cái cộng đồng, những cái nhóm đúng không ạ, để chúng ta có thể làm chuyên sâu đúng không ạ, và anh em nào mà có quan tâm đúng không ạ, anh em mình nào quan tâm đúng không ạ, rồi anh em mình nào quan tâm này, anh em nào muốn mà thực tế thực chiến với cái vấn đề đó đúng không ạ, thì chúng ta tham gia cái team này cho 20 người đầu tiên là 999k đúng không ạ, sau 20 người này sẽ tăng cái phí tham gia theo cái hướng đi đúng không ạ, cho cái thời điểm đấy có thể là gấp đôi đúng không ạ, chắc chắn giống như là cái team dropship của tôi cũng khá là cao đúng không ạ, ví dụ như là nó rơi vào tầm 150 đô đúng không ạ, 150 đô, hoặc là cái team tài chính quá quá trình về tài chính hướng dẫn về các cái vấn đề về đánh thôi là 50 đô đúng không ạ, còn lại cái này về affiliate thôi nhé, affiliate tất cả những chương trình đúng không? Anh em mình đăng ký tham gia ấy. Đúng không ạ, ok ok nha bạn Huỳnh nha, ok Huỳnh nha, hiện tại đúng không ạ, còn ai muốn đăng ký tham gia nữa không ạ, anh em mình muốn đăng ký tham gia thì liên hệ với admin nhé qua số điện thoại là 0365988719, 0365988719, hoặc là Facebook Quyết Đào đúng không ạ, hoặc là liên hệ qua cái thông tin để lại ở trên blog cá nhân của mình là quyetdao.com. Ok ạ. Nhắc lại một lần nữa về cái số điện thoại nhé. 0365988719. Đúng không ạ? Về cái Zalo để anh em mình có thể lựa chọn. Đúng không ạ?